Sáng ngày 6 tháng 8, thông tin từ Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng, đồng thời cho tại ngoại 2 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, xảy ra tại khóm Mỹ Tân, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới. 5 đối tượng bị tạm giữ gồm Danh Tuấn, Trần Thị Hạnh, vợ Tuấn, Trần Văn Bảo, Hồ Thanh Hậu và Nguyễn Văn Đăng Thuần. 2 đối tượng tại ngoại gồm Trần Thị Thanh Thảo và Trần Văn Quý. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 8, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo của người dân tại thị trấn Mỹ Luông. Có nhóm 5 người lạ đi trên xe ô tô 7 chỗ, chặn xe máy bắt một thiếu nữ tên A, sinh năm 2007, đưa lên ô tô chở đi. Bằng biện pháp nghiệp vụ, khoảng 30 phút sau, lực lượng chức năng đã bắt giữ Tuấn, Hạnh, Bảo, Hậu và Thảo. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận do A nợ tiền vợ chồng Tuấn và Hạnh trong lúc làm tiếp viên. A chưa trả hết mà A bỏ trốn về địa phương, nên vợ chồng Tuấn đã bàn bạc tổ chức, lên kế hoạch và nhờ sự giúp sức của các đối tượng còn lại để bắt giữ A đem về Kiên Giang để tiếp tục làm tiếp viên.